Rồi câu. Dạ cô chú, hôm nay cuối tuần thì chục mời cô chú, anh chị và các bạn lên vườn lan của ba chục để ngắm lan nha. Dạ. Hoa đẹp lắm luôn. Dạ. Mời cô chú đi theo chục nha. Dạ. Let's go. Chụp lại tiếp nữa lại đang ẩm chụp lên nha. Dạ. Rồi ẩm chụp lên nhà lan của ba nha. Tệ ơi, đừng có không nói. Rồi, đi lên. Rồi. 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 Thơm không? Dạ không. Thơm không con? Không. Đẹp quá à. Lan của ba đẹp không? Lan ba đẹp. Lan ba đẹp hả? Nhìn mẹ thấy bông màu vàng rồi nó đi. Bông màu vàng thơm quá đi. Đó là đi. Con đá. Con đá xuống cầu con nhớ ơi. Rồi. Đây là cái nơi để mà ba của bé chuột thỏa sức đam mê. Và mỗi khi làm về thì đây là cái nơi để mà thư giãn tốt nhất. Lúc trước thì có rất là nhiều hoa nở luôn. Còn bây giờ thì hoa nó tàn hết rồi. Cho nên là một số cây ở phía dưới thì nó đang ra hoa. Bé chuột lên đây là rất là thích luôn. Lên đây là chạy tung tăng luôn, chạy theo dữ mệt luôn. Đựng túi cho ba xong chưa? Không. Túi rồi chưa? Trời. Trời hả? Ba đựng túi cái chậu mà bông bên bảy mươi ba nữa kìa. Đó, bên đó nhá. Đó, bên đó có chậu bông mươi ba nữa thì ba đựng túi luôn. Tôi anh. Tôi là cho ai? Ba anh. Chậu có hai rồi ba. Nha. Nhà chuột trồng rất là nhiều loại lan luôn. Khi nào mà cô chú anh chị các bạn á có nhu cầu trồng lan thì cứ inbox cho chuột nha. Có nhiều loại lan đẹp lắm. Rồi đứng dậy đứng, dậy đứng. Rồi má. Đây là lan của ba Yên ôm nè. Em tưới cho ba nha. Dạ. Rồi con tưới đi, con tưới đi. Tưới đi, tưới đi, nó càng lớn luôn. Quay qua chị Duyên nha. Ừ. Nữa nè. Đi cao lên, đi cao lên. Trời. Đúng rồi, nghe nói chưa tưới đó. Quá. Đâu. Rồi con đá lại đi. Đó.
Đây cô chú. Đây cô chú, móc chuột cho cô chú lên nè.